I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Phim Việt thu 1.500 tỷ và nỗi lo xâm lăng văn hóa. Phim Việt chiếu rạp năm 2023 thu hơn 1.563 tỷ đồng. Phim truyền hình tạo nhiều cơn sốt, có phim dẫn đầu Netflix. Dù là dấu hiệu khả quan thì công nghiệp văn hóa vẫn cần bền vững hơn thì mới có thể đi đường dài. Chúng ta đang chứng kiến thực trạng xâm lăng văn hóa vào tận phòng ngủ của mỗi gia đình, hiện diện trên điều khiển TV, xem YouTube, các kênh nước ngoài dễ hơn truyền hình Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa vào ngày 22 tháng 12 vừa qua. Nhân hội nghị này, chúng tôi đã ghi nhận bức tranh toàn cảnh và ý kiến của các chuyên gia nhà sản xuất phim Việt. Thu 1.500 tỷ nhưng chưa bền vững. Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, năm 2023, phim ảnh khởi sắc trở lại do đây là năm đầu tiên thực hiện luật điện ảnh mới. Dự tính tổng doanh thu phòng vé rạp Việt năm 2023 tính cả phim nước ngoài đạt 3.700 tỷ đồng, phục hồi 88% so với trước dịch, khả quan hơn một số nước trong khu vực. Tỷ lệ doanh thu phim Việt so với phim nước ngoài tăng so với những năm trước, chiếm khoảng 42%, 1.563 tỷ đồng. Ngoài tín hiệu đáng mừng, cần nhìn nhận những con số trăm tỷ, ngàn tỷ một cách thực tế. Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngô Thị Bích Hạnh, công ty BHD nhận định, đúng là khán giả Việt thích phim Việt nhưng doanh thu như vậy vẫn chưa bền bởi rất lâu mới có một phim Việt ăn khách. Thêm yếu tố đặc biệt là năm nay, phim Mỹ không ăn khách ở ta. Có thể thấy công nghiệp điện ảnh Việt Nam vẫn phụ thuộc vào hoàn cảnh thị trường, số phim Mỹ thấp quá thì tỷ lệ phim Việt mới cao vậy, trong khi một ngành công nghiệp thì phải vững chắc. Cái này chính sách có thể hỗ trợ. Lâu nay ở Việt Nam có quản lý văn hóa chứ chưa có quản lý công nghiệp văn hóa, quản lý nội dung chứ chưa có chính sách hỗ trợ công nghiệp. Chúng ta phải có phim cái đã. Bà Hạnh cho rằng để công nghiệp điện ảnh phát triển cần có thêm chính sách hỗ trợ các nhà sản xuất làm được nhiều phim Việt hơn. Khi điện ảnh Việt Nam có nhiều phim tốt thì mới cạnh tranh được. Cũng đồng quan điểm, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng chúng ta phải có phim cái đã. Cụ thể, ông Thành nói về câu chuyện tỷ lệ ăn chia giữa nhà phát hành và nhà sản xuất hay chuyện xâm lăng văn hóa khi phim nước ngoài tràn ngập, chiếm hết thời lượng trên các nền tảng cũng như ngoài rạp, đó là thực tế, nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế khác cốt lõi hơn, đó là chúng ta phải có phim cái đã. Hiện nguồn lực đầu tư kinh phí làm phim hạn chế, chúng ta không có nhiều phim nội, đương nhiên là phim ngoại tràn vào. Là nhà quản lý, ông Vi Kiến Thành ghi nhận năm 2023 cho thấy nỗ lực rất lớn của các nhà sản xuất phim tư nhân. Năm 2023, Việt Nam sản xuất 40 phim chiếu rạp, đó là bước tiến rất tích cực sau 3 năm dịch Covid-19. Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Trong luật cũng đã quy định tỷ lệ phần trăm giữa phim ngoại, phim nội, nhưng số phim nội mỗi năm có đạt con số phần trăm ấy đâu. Không có phim thì chúng ta phải chấp nhận xâm lăng văn hóa. Ước mơ sản phẩm phụ trội từ phim ảnh. Trên phim truyền hình, phim Việt vẫn có những bộ phim bùng nổ lượt xem và bàn luận như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Gia đình mình vui bất thình lình, Chúng ta của 8 năm sau. Còn trên các nền tảng khác, ngoài bán bản quyền các phim cũ, có một số series Việt Nam sản xuất mới chiếu, trực tuyến và dù chất lượng trồi sụt thì phim Việt khi mới ra mắt vẫn hay vào top có lượt xem cao trên các nền tảng khác nhau, cho thấy khán giả có nhu cầu tìm xem phim Việt. Một chiến lược đang có những thành công ban đầu là làm series cùng với phim chiếu rạp. Nhờ đó chất lượng series có thể tăng lên, còn phim rạp thì cũng tận dụng được danh tiếng của series. Bởi phim rạp mới có cơ hội thu tiền tỷ từ bán vé, còn series chỉ có thể bán bản quyền phát sóng, thường ít hơn nhiều. Có thể kể đến một số thành công điển hình khi phim rạp có bản web drama series thực trực tuyến như Bố già, Chị 13 và Nay là Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn. Nhiều nhà sản xuất phim Việt từng bày tỏ mơ ước làm merchandise thúc đẩy bán hàng để các bộ phim có thêm đời sống bên ngoài màn ảnh, đi vào tiêu dùng chứ không chỉ dừng lại ở nghe nhìn như hiện nay. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.